Dạ, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay em nhận thay cọng dây cu ro nha các bạn. Đúng một cọng dây cu ro của cái xe AB nè. Mình cho các bạn xem là AB210 đời bình xăng con, AB2008 các bạn, đời bình xăng con nha các bạn. Mình xin lỗi nha. Thì cái mã dây cu ro á, các bạn ở thị trường đang có hai cái mã này nè. Ví dụ như các bạn không gành xem dây thì các bạn chọn cái mã này nha các bạn, cái mã của Bando của Nhật, và cái hình thức nó là như thế này, là khỏi sợ lầm nha các bạn. Nếu các bạn không biết mua nha các bạn thì chọn cái mã này. Mình đang thay cái này cho khách nè, thì giá tương đương nhau nha các bạn. Còn cái mã dây chính hãng nè, các bạn phải biết coi dây nha các bạn. Tại cái mã dây chính hãng á, cái tem này là hàng nhái rất là nhiều nha các bạn, hàng nhái rất là nhiều. Thì mình cũng hướng dẫn cho bạn coi với dây chính hãng luôn. Thì các bạn này mình lấy góc kéo ra thôi nha các bạn. Mình coi bên trong á, mình coi tất cả màu dây, mình coi bên trong á nha các bạn. Mình lật lên, mình lật lên như thế này các bạn. Thì các bạn thấy những cái cước ẩn vàng 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 nè. Đó, các bạn lật lật lên thấy có những cái lỗ vàng 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 này lên là mới là dây chính hãng các bạn. Còn nó đen bung luôn á, là dây lô nha các bạn. Lúc nào cũng phải cần thấy những cái điểm vàng vàng như thế này nha các bạn. Thì đó mới gọi là dây chính hãng. Mình cá với các bạn luôn. Thứ nhất là các bạn lật lên thế này, thấy không có vàng vàng là bạn thua rồi. Và thứ nhất cái cạnh này nè, nó sẽ bầu chứ nó có hình vuông luôn nha các bạn. Nói chung là các bạn, cái điểm mà các bạn nhận biết nhất là cứ lật lên vậy nè, thấy giống như cước vàng 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 đó là ok nha các bạn. Đó là dây chính hãng. Còn thí dụ các bạn không tự tin mình đi mua như vậy, các bạn mua thẳng của công ty Thiên Nhẫn nè. Một cọng dây như thế này, mình cắt ra cho các bạn xem luôn. Thì bên trong cái cọng dây nó là cái mã này gọi là tương đương luôn các bạn. Giá thành nó không rẻ nha các bạn, nhưng mà chắc ăn các bạn mua được cọng dây xịn. Thì đây nè, các bạn thấy bên trong nó đen đen nha, bạn nhìn kỹ vẫn có ẩn vàng 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 nha bạn. Những cái hộp vàng vàng bên trong nè, những cái hộp vàng vàng á bên trong. Đặc biệt dây của Nhật này nó rất là dẻo chạy, nó không có kêu nha bạn, nó không có xào dây. Đó, mình thích xài những cái thương hiệu này nè. Thì khi mình thay như vậy bạn, mình sẽ ký tên mình thay, hôm nay mình thay một đúng một cọng dây nha bạn. Lúc nào mình đảm bảo xe mình thay là đồ xịn đó bạn. Mình ghi là hôm nay là ngày 01 nè, 01 tháng 12 nha các bạn, 22 nè. Rồi mình thay có một cọng dây thôi, một cọng dây đó. Mình ký tên mình lên nha các bạn. Cái này cọng dây này là chạy tương đương với 20.000 km mấy đứt nổi, trên 2.000 km, trên 20.000 km mấy đứt nổi nó nha các bạn. Đúng là dây chính hãng là như vậy. Mình sẽ bỏ qua cái dây này, thì giá thành tương đương nhau nha các bạn. Nếu bạn không gành á thì các bạn lấy cái mã này cho mình, lấy cái mã này chắc ăn các bạn dây xịn nha các bạn. Mã này. Rồi tiếp theo mình sẽ bán cái nồi ra, mình giới thiệu súng luôn nha các bạn. Súng hiện giờ mình thấy cái mã Milwaukee nè, thì giá thành khoảng tầm 3,6 triệu một bộ pin, nhưng mà sạc sạc giống như không sạc zin nha các bạn, sạc adapter nguyên cái thân máy nè, pin là pin zin mà sạc là sạc giống như sạc adapter đó, là khoảng 3,6 triệu một bộ với bạn. Nếu các bạn mua thì liên hệ mình sẽ giúp bạn mua những cái cây như thế này. Rồi cái đầu 3/8 thì nó rẻ hơn đầu 1/2 nha các bạn. Giải quyết nồi rất là nhanh nha các bạn, rất là nhanh lẹ. Đây này thì mình lấy gắn để những cái này rồi. Đây thì mình sử dụng Makita cũ của mình là bả cái chục năm rồi, nhưng mà hôm nay thôi để mình đến cái cố gắng nè, mình dẹp qua một bên, mình sử dụng cái Milwaukee rồi cho các bạn xem luôn. Milwaukee là nó tốt lắm nha các bạn, Milwaukee là của Mỹ là xịn sò dữ lắm rồi. Cố gắng chuẩn bị để cái đầu nấu bao nhiêu đây nha bạn. Hồi nãy thì mình tính sử dụng cái phần kia thôi, mình bỏ ra nha bạn. Đúng cái mã này thôi. Rồi, tiếng mở ra bình thường nha bạn. Nó rất
rất là nhiều cái cấp chỉnh lực nha bạn. Mình thấy ghe này mình rất là thích đó, rất là nhẹ nha bạn. Trọng lượng chỉ có 1 kg mấy thôi. Nó mạnh lắm á, nó là 330 N thì nó công phá nổi xe máy hết luôn các bạn. Hai phiên bản, đầu 1/2 thì nó mắc, đầu 3/8 thì nó rẻ. 3/8 thì mình mới mua cái đầu chuyển. Xe này mình nhận thay đúng cộng dây cu ro thôi nha các bạn. Cái clip mình quay cho các bạn là nhiều khi mình giữ lại mình gửi cho khách luôn. Thì mình đã đây mình thay đúng cộng dây cu ro nè, dây cu ro này văng rồi nè. Thì cái nồi trước là 22 nè, nhỏ xíu nhưng mình cho các bạn thấy nó bắn luôn cái nồi trước ra khỏe lắm nha các bạn. Đây điểm số 3 nè. Tự động luôn cũng được bạn, tự động thì nó khi ra ốc nó sẽ quay chậm chậm lại. Để mình bắn thôi cho bạn xem. Quay chậm 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 luôn các bạn. Tiếp theo mình đổi cái 19 nha các bạn. Cái xe này nó sử dụng bố dán nha, bố dán thì chạy nó không có đạt hiệu quả cao đâu nhưng mà mình mở ra mình kiếm bi cho người ta cái bạn, kiếm bi mấy cái bạc trượt này bạn, bạc trượt này mà thấy bạc trượt lô là mình phải thay lại cho người ta nhưng mà bạc trượt lô nó khóa dữ lắm các bạn. Mình thay lại cho người ta, mình thổi gió sơ qua cái mình ghép nhưng mà nè, mấy cái bạc trượt lô nè mình phải thay bỏ nha, NTB là bạc trượt lô nha các bạn. Xào dây dữ lắm các bạn. Zin các bạn, nhiều khi mình thấy vậy muốn ghép lắm nhưng mà mình cái không làm được vậy các bạn. Nó sẽ khóa mấy cái chân này, các bạn để ý các bạn mua không đúng á, nó sẽ khóa mấy cái chân này, nó trượt lên xuống nó khóa mấy chân này nó kêu nhanh lắm nha các bạn. Nhiều khi mình làm mà mình ghép luôn vậy mình ngại chứ lắm luôn các bạn, nên mình phải xử lý như vậy. Kệ đi các bạn, báo rồi mình sẵn mình báo mình tính ra thêm chút đỉnh lên sao bạn mấy chục ngàn thôi. Thế là mình xé cái bạc trượt kia này mày, mình ghép vô thôi. Bạc trượt gì đó đi cái bộ nồi bạn rất là bền nhé mày. Mình nhận bao nhiêu đây thì mình thay đúng bao nhiêu cộng dây cu ro nhé mày, cái này thì phải xin thêm mấy chục ngàn. Ghép đi mày.
Kuro thì các bạn ghép sao mình để vậy mình đọc được cái chữ là được rồi. Vô thôi các bạn. Cái lực nồi trước là 50-59 newton các bạn, mình cây súng này nè. Các bạn có thể chỉnh được lực chứ nè. Cây súng là 300 newton mình chỉnh hơn nữa, lực là số 2 thôi cũng được các bạn. Tùy các bạn thôi, mình thì canh cò rất quen dịch, mình chỉnh số 2 cho các bạn xem. Có chế độ gá ốc luôn nha các bạn. Ví dụ như các bạn bắt qua chế độ gá ốc là cái chỗ này nè. Gá xong nó dừng nó không vô được nữa nha các bạn. Mình cho bạn xem, cái dừng lại nó không chạy nữa nha các bạn. Đó, dừng này. Chế độ gá ốc. Đó, rồi các bạn muốn xiết thì mình trễ qua. Mình thường thường mình để số 3 mình canh theo cái cảm nhận của mình thôi. Đó, ok đó bạn. Rồi tiếp theo mình gáp nè. Nồi sao vô. Nồi sao á các bạn bắn từ từ thôi nó bể cái bạc đạn 6902 nhưng mà bắn từ từ cho nó vô thôi. Mình có thể gá ốc, chỉnh chế độ gá ốc cũng được nè bạn, chỉnh xuống gá ốc tự động mình bóp thoải mái nó cũng dừng nè, để dừng nè, để thấy mình bóp nó sẽ dừng nè, đó, dừng súng luôn không sao nha bạn, có chế độ dừng súng nè, dừng luôn. Để ý đây nè, đây có cái chỗ mà để chịu vô cái lau đề á các bạn. Nhiều khi nó tụt ra nên không để ý nó kêu lắm nha các bạn. Mình sẽ nói như súng này mình vô đây, xem. Đây là của Milwaukee rất là tốt nha các bạn. Rất là im, mình xài mà mình sợ nó dơ luôn á. Đây là kết thúc công việc của mình nha mày. Coi như là xong nha bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái clip của mình.